Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Linh Andy đây. Và ngày hôm qua thì mình đã có ra một cái video theo phong cách gọi là kể những cái câu chuyện hành trình phiêu lưu của mình ở trong game. Thì hy vọng rằng là các bạn sẽ thích cái sự đổi mới đấy với cái video đấy của mình. Nếu như bạn nào chưa xem thì nhớ xem lại hành trình của Ngô Bá Chu nha. Ok. Thì trong thời gian tới nếu như có những cái câu chuyện gì hay hay thì mình sẽ kể cho các bạn theo cái phong cách giống như vậy để các bạn có một cái trải nghiệm khác nó thú vị hơn. Còn trong video ngày hôm nay thì đây rồi các bạn ơi. Nếu như các bạn nào mà đã từng chơi cái tựa game gọi là Pocket Incoming, đúng không? Phiên bản tiếng Anh thì ngày hôm nay phiên bản này đã có dạng Việt hóa rồi. Nó tên là Thần Thú Đại Chiến và đã về Việt Nam các bạn nhá. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau trải nghiệm đánh giá tựa game này xem nó hay ho như thế nào. Ok không các bạn ơi? Ủa, nhìn quả giao diện uy tín đấy. Đầu tiên mình nhìn cái tựa game nó quảng cáo trên Facebook, mình cứ nghĩ là nó lừa. Bởi vì là trông quảng cáo ảo ảo cái gì á. Ai ngờ đâu về thấy ok phết. Nhưng mà nhá, mình thấy có một cái này rất giống cái tựa game ngày trước mình chơi gọi là cái gì nhỉ? Cái gì đại chiến ta? Nói chung là cũng về Pokemon. Chúng ta phải tải bằng một cái đường link ngoài, sau đó phải vào cài đặt để ấn gọi là tin cậy. Đấy, thì chúng ta mới vào được. Giống y hệt luôn. Thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm vào nha. Ok, mình bắt đầu server 7 luôn này các bạn. Ok, hiện tại ra được 7 server rồi các bạn nhé. Ui, đúng rồi. Chính là Pocket Incoming đây rồi các bạn ơi. Rồi, để xem nhiệm vụ tân thủ nó hướng dẫn mình làm cái gì nào. Ui, đẹp thế. Chất. Gọi là phong cách đồ họa kiểu này nó khá là đẹp các bạn ạ. Wow, nó không kiểu 3D, nó kiểu loằng ngoằng nhưng mà như này nhá. Nhìn đồ họa kiểu rất là đáng yêu, ngộ nghính luôn ạ. Rồi, ok, mình phải đánh... đây, chơi luôn nào. Rồi, lựa chọn skill từng con một luôn này. Để tốc độ x2 lên nào. Điện 100.000V. Ok luôn, rồi luôn ạ. Ui đẹp thế, được quá nhỉ. Ném đá luôn này. Rồi, wow, được thực sự. Và game này nghe nói là đánh tận 6 con một team này. Ra trận cùng một lúc phát nã luôn. Ui, có ulti, để xem có ulti cho các bạn xem nhá. Nhìn này. Ui, ulti, hay phết nhỉ. Có phần ngoại cảnh được đấy. Đẹp. Nhìn chung về mấy cái tựa game gọi là về theo dạng là quên mất đánh con khắc chế thì ngon hơn. Mấy cái tựa game mà theo dạng gọi là Pokemon này thường cái đồ họa nó cái phần khi sử dụng cái skill ulti tuyệt kỹ của nó ấy. Đấy, ra ngoại cảnh đẹp vãi. Ui. Cái vậy, có khi nào con pet này nó kiểu là á thần cho nên là không phải á thần mà quên mất. Con pet này nó đánh được mạnh ấy, cho nên là được đầu tư quả ulti trông đẹp hơn không? Sao trông gọi là đẹp hơn cả Charmander mình vậy? Ui! Điện 100 gold. Sát thương 462.000, đấm lốc xoáy nào. Để xem gel đút nào. Ui, như này thì chắc là phải ra auto thì nó mới đỡ hơn được các bạn ạ. Chứ còn đánh mà chọn từng cái một này thì chết. Đúng không? Rồi luôn, cú đấm lửa khắc chế luôn này. Xịt nó. Ok. Hiệu quả rất cao. Được cái ở trong này mình thấy đó chính là cái phần hiệu ứng khắc chế hệ ấy. Nó diễn ra cực kỳ khủng khiếp luôn. Wow, không biết là khắc chế hệ ở đây thì sát thương gây ra tăng bao nhiêu phần trăm. Wow, đồ họa mình thấy nét thế. Nhờ, các bạn thấy đồ họa nét không? Bạn nào thấy đồ họa nó nét lây con gà Tây thì để lại một like và một đăng ký kênh giúp mình nhé. Ok, các bạn nhớ đăng ký kênh để chơi game Pocket trên nhằm Thần Thú Đại Chiến của mình nhá. Rồi. Đặc biệt là mình thấy là có 90% các bạn xem kênh của mình thì chưa đăng ký. Thì thôi, các bạn để ủng hộ mình thì các bạn nhớ đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, ui dồi. Ui, có gì đây? Ui, con lo tát. Và đặc biệt một cái là trong này rất nhiều Pokemon các bạn ạ. Nhiều vãi. Ui, để xem như thế nào nào. Wow, ngoài trời đang sấm chớp to thực sự các bạn ạ. Ok luôn. Ủa, game lag thực sự các bạn ơi. Trừ một điểm nhá. Có thể là vừa mới ra nó hơi lag. Tuy nhiên là game nào nó cũng chả vừa mới ra thì nó lag, đúng không? Có những game nó vẫn mượt được cơ mà. Nên là những game nào mà mới ra mà lag như thế này làm sao anh em trải nghiệm được.
giảm cái gọi là trải nghiệm người dùng như thế này ấy, chắc chắn là bị trừ một điểm rồi. Ok, tuy nhiên là cái độ uy tín là đúng phiên bản gốc là được đấy, tầm 9 điểm rồi đấy. Ok, rồi có lo tát vào này, thử thách ở đầu game cho nên là nó hướng dẫn tân thủ khá là nhiều các bạn ạ. Rồi, để xem ra làm sao đây. Wow. Ui chà, chật. Rồi luôn, chống đỡ luôn này. Tự động luôn này. Đấy, có tự động rồi các bạn ơi. Như thế này thì chúng ta cảm thấy gọi là đỡ hơn đấy. Chứ còn nếu mà đánh thủ công thì chậm lắm. Rồi, ok. Ui, đẹp nhờ. Chật các bạn ơi. Good, good, very good. Được, được. Ủa, bình thường con Pokemon gì đấy? Ui, nhiều Pokemon mới các bạn ơi. Lạ vậy. Có con cá kiếm này sao? Sao mình trông lạ ấy nhở? Cái này là ở trong phần nào ta? Sao không nhớ cái con cá kiếm này nhỉ? Ủa, kỳ vậy. Có khi nào hôm đấy ra tập mới mình lại đi chơi với em hàng xóm không? Cho nên là mình chưa nhìn thấy cái em cá kiếm đấy bao giờ các bạn nhá. Ok. Chà, thấy có tiến hóa nha. Rồi luôn, tiến hóa mất nhiều tài nguyên không? Ui, tiến hóa mất có 2.000 vàng nữa này. Ồ, được đấy. Đừng bắt phải mua đá tiến hóa giống Mega Đại Chiến thì mẹ chắc chết. Rồi luôn. Wow, quả tiến hóa xịn đấy nhở. Uy tín đấy. Chà, lên rồi. Ok, ok. Rồi luôn ạ. Ok nào. Let's go. Vượt ải nhá. Rồi luôn. Để xem nào. Thách đấu. Thách đấu thử thách thì có cái gì đấy? Ui. Nhìn quả đồ họa đẹp nhờ. Mấy cái hình nền nó cũng khá là đẹp ấy chứ. Rồi luôn, ấn bỏ qua nhá. Có. Như vậy. Có điện thoại các bạn ơi. Sorry các bạn nhá. Có điện thoại một tí. Ok. Rồi. Ui. Greninja. Trời ơi, có khi nào ở trong này Greninja mạnh không? Bởi vì mình rất yêu thích em Greninja. Tuy nhiên là mấy cái tựa game rồi là mình khá là thất vọng khi mà không được yêu chuộng mấy. Thế cho nên là mình hy vọng, rất hy vọng là trong cái game Pokemon này thì mình có thể được chơi em Greninja. Và thêm một em nữa mình cũng rất yêu thích, đó chính là Mega Lucario. Trời ơi, hai em bé là mình cũng rất thích luôn. Cho nên là mình sẽ phải tìm kiếm bằng được hai em này và sau đó là cùng chơi xem như thế nào các bạn nhá. Rồi luôn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Chật. Uầy, năm nay chính ra là một năm bùng nổ đấy nhở. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều tựa game Pokemon hay để mà chơi. Wow, kiểu nó bị uy tín ấy. Cái năm ngoái nó ra nhiều game rác thực sự luôn. Rồi, được luôn. Xác nhận nào, nâng chào. Úi chà, ngon. Wow, những bạn nào mà đã chơi bản tiếng Anh này rồi thì về bản tiếng Việt chắc chắn là sẽ gọi là thân thuộc hơn. Tuy nhiên thì mình giống như là một tấm chiếu mới thôi. Thì mình sẽ bắt đầu trải nghiệm cái tựa game này ngay từ ngày hôm nay các bạn nhá. Nên nếu như bạn nào mà có kinh nghiệm chơi game này rồi thì nhớ để lại comment ở bên dưới. Mình sẽ kết bạn Facebook với các bạn để mình gọi là học hỏi tí kinh nghiệm, được không? Sau đó làm video cho các bạn thì sẽ hay hơn. Đấy, bạn nào đồng ý hướng dẫn nhận mình làm đệ tử thì có thể để lại comment ở bên dưới nhá. Ok không? Rồi. Rồi, như vậy là cái video trải nghiệm tựa game mới này của mình thì đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng là sẽ được trải nghiệm nhiều hơn và cùng chơi game của các bạn nhá. Theo như mình đánh giá thì đây là một tựa game đồ họa rất đẹp, đặc biệt là có cái hiệu ứng skill cực kỳ xịn các bạn ạ. Thế cho nên là các bạn nhớ chơi nhá, nhớ tải. Thì cái này nó không có tìm kiếm ở trên CH Play cũng như là App Store, nó không ra trực tiếp đâu. Mà các bạn phải vào cái trang web gọi là thanthudaichien.com. Sau đó thì ấn vào tải về. Nếu như mà là iOS thì ấn vào phần tải iOS. Đấy, Android tải Android. Và như mình giả lập đây thì là tải file APK các bạn nhá. Thì như vậy thì các bạn sẽ có thể trải nghiệm được cái tựa game này thôi. Ok, thì game mới ra mắt thì chắc chắn là không thể nào mà tránh được một số những cái lỗi, ví dụ như là giật lag. Thì ok, không sao cả, có thể thông cảm được. Tuy nhiên là trong thời gian tới thì hy vọng game sẽ thay đổi hơn một chút để cho trải nghiệm người dùng có thể thoải mái hơn. Wow, chết nha. Mình thấy ở đây nạp đầu là có Greninja này.
Chết 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 rồi. Khả năng đây lại là một trong những em pet gọi là mạnh mẽ, gọi là quân bài tẩy ở trong tựa game này chăng? Được đấy. Quá ngon. Hợp lý. Thế thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thêm tựa game gọi là Thần Thú Đại Chiến này ở những video sau nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.